sẽ ngát hương để đưa em đi đến chốn thiên đường. Trái tim như tan trong ngàn muôn giấc mơ. Hi, chào tất cả các bạn độc giả của kênh thông tin giới trẻ HiViTin.net. Hôm nay Nhi có một buổi hẹn hò cùng với HiViTin và có một buổi chụp hình tại phố Lồng Đèn ở đường Lưu Nhữ Học quận 5. Hôm nay thì Nhi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được chụp những tấm hình rất là đẹp để lưu giữ khoảnh khắc trong mùa trung thu này. Và Nhi có một cái lời chúc muốn gửi tới cho tất cả các bạn độc giả, đó là sẽ có được một mùa trung thu thật là ấm áp nè, hạnh phúc cùng người thân và gia đình.